Chiều ngày 7 tháng 3 năm 2020, một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra trên đường liên xã đoạn qua ấp 4 xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe ben chở đầy đất mất thắng khi đang lao xuống dốc cầu, tông vào đuôi chiếc xe ben phía trước khiến cả hai xe lao thẳng xuống dốc lật ngang. Tài xế xe ben phía sau kẹt cứng trong cabin nắp bét, bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển xe ben mang biển kiểm soát 66C06900 chở đầy đất lưu thông trên đường liên xã Tiến Hưng và phường Tiến Thành hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi khu công nghiệp Đồng Xoài 2, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Đến đoạn đổ dốc sau xuống cầu, khi đang đổ dốc, chiếc xe ben bất ngờ mất thắng khiến tài xế không kịp xử lý, mất lái tông thẳng vào đuôi chiếc xe ben chở đầy đất chưa rõ người điều khiển cũng đang đổ dốc cùng chiều phía trước. Cú tông quá mạnh khiến cả hai xe lao thẳng xuống dốc, lao sang bên phải, lao thẳng vào nhà dân giữa dốc và chỉ chịu dừng lại khi đã tông gãy nát 6 cây cao su lớn bên cạnh đường và lật ngang. Vụ tai nạn khiến cả hai chiếc xe bị hư hỏng nặng, chiếc xe ben phía sau bị nát bét phần đầu, tài xế bị kẹt cứng trong cabin, người dân không thể giải cứu tài xế ra ngoài nên phải gọi lực lượng chức năng hỗ trợ. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Bình Phước đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng các công cụ hỗ trợ phá cửa xe giải cứu tài xế xe ben ra bên ngoài, đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn cũng khiến 6 cây cao su lớn đang cho khai thác bị tông gãy nát hoàn toàn. Rất may khi chiếc xe đang lao vào nhà dân thì bị hàng rào cao su lớn chặn lại, nên khi chỉ còn vài mét là vào nhà dân, cả hai xe đã lật ngang nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.